Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên được mùa vải chín sớm. Hiệu quả mô hình trồng bí xanh của ông Sơn ở xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp của ông Chính ở xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bắc Ninh phát động tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em năm 2018. Toàn tỉnh Nam Định đã xây dựng được trên 8.890 tủ sách lớp học ở tất cả các cấp học. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên đang bước vào mùa thu hoạch vải lai u chín sớm. Năm nay vải rất sai quả, toàn huyện ước thu khoảng 8.500 tấn vải. Năm ngoái, toàn huyện Phú Cừ có hơn 15 ha trồng vải u trứng. Đến nay, tổng diện tích đã tăng lên 90 ha, tập trung chủ yếu ở các xã như Phan Xào Năm, Minh Tân, Đoàn Đảo và thị trấn Trần Cao. Toàn huyện trồng mới được khoảng 17.000 cây vải u trứng, chủ yếu được nhân giống từ những cây vải lâu năm ở xã Phan Xào Năm. Vải u trứng là giống vải quý, cho quả to, mẫu mã đẹp, cùi dày, ăn ngọt và thơm. Vải khi chín to tròn căng mọng, giống như hình quả trứng, bình quân khoảng 18 quả là được 1 kg. Tuy nhiên, giống vải này tương đối khó tính, đòi hỏi người làm vườn phải có kỹ thuật cao, đặc biệt là khâu xử lý trong giai đoạn sa hoa đậu quả. Nhiều năm gần đây, giống vải này cho giá trị kinh tế rất cao, có giá bán gấp 3 lần so với vải lai u. Mới đây, tập đoàn BigC khu vực phía Bắc đã tiến hành thu mua vải tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Theo đó, tập đoàn tổ chức thu mua tại xã An Lương với số lượng gần 20 tấn quả vải đúng thời điểm cho thu hoạch rộ. Đây là trà vải sớm gồm u hồng và u trứng theo như giá thị trường. Toàn bộ số lượng vải đều được các hộ dân chăm sóc theo quy trình VietGAP và có chỉ dẫn địa lý, dán tem truy xuất nguồn gốc vải Thanh Hà để người tiêu dùng nhận diện, phân biệt rõ quả vải Thanh Hà với quả vải của các địa phương khác. Được biết, số lượng vải thu mua ngày hôm nay được tập đoàn phân bổ tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Bixi, các tỉnh, thành phố Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh và Hải Phòng. Với chính sách ưu tiên tiêu thụ nông sản cho nông dân, đại diện siêu thị Bixi Hải Dương cho biết hiện tại trung bình mỗi ngày Bixi Hải Dương tiêu thụ trên 2 tấn nông sản sạch gồm các mặt hàng rau củ quả của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Tục ngữ có câu tấc đất tấc vàng, với bản lĩnh siêng năng cần cù, chịu khó tìm tòi học tập kinh nghiệm, người nông dân Nguyễn Văn Sơn, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã mạnh dạn đầu tư vốn, tích tụ ruộng đất để trồng 5 ha bí xanh làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình, đem lại thu nhập cho gia đình trên 300 triệu đồng một năm. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ khát vọng làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình luôn đau đáu trong ông Sơn. Gắn bó với ruộng đồng từ nhiều năm nay, song nhận thấy cây lúa không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Biết các cấp chính quyền đang khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ông Sơn đã mạnh dạn thuê lại 5 hectare ruộng của bà con để trồng bí xanh. Cái cây bí thì là đầu tiên cũng đi xem các cái nơi người ta làm. Thế mình quá trình mình xem và mình đến xem người ta làm này, xem cách làm này, xem cái lúc mà người ta thu mua, thu xuất thì là mình cảm thấy nó có hiệu quả hơn các cái cây trồng khác, ví dụ như là lúa hoặc là cây hoa màu. Toàn bộ diện tích trồng bí đều được ông Sơn cho dựng giàn tre, mắc lưới chắc chắn để cho cây bí leo lên. Đầu tư một giàn bí có thể thu hoạch trong vòng 3 năm, mỗi năm 2 vụ thu hoạch vào khoảng tháng 1 và tháng 7. Cây bí xanh dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đặc biệt là chi phí ban đầu thấp. Đầu ra cũng không gặp khó khăn vì sản phẩm bí xanh thành phẩm của ông được các thương lái tìm đến thu mua nhiều. Việc xây dựng thành công cánh đồng bí xanh năng suất cao không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình ông Nguyễn Văn Sơn mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới, hiệu quả cho người nông dân nơi đây, góp phần tạo nên những cánh đồng mẫu lớn, thu nhập cao và giúp người nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Đảm bảo môi trường chăn nuôi luôn sạch sẽ, thoáng mát, thường xuyên thực hiện tiêu độc khử trùng, chủ động tiêm phòng vaccine, phòng bệnh. Nhờ vậy, anh Trần Văn Chính ở xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã thành công với mô hình nuôi lợn siêu nạc và trở thành điển hình trong phong trào thi đua của tỉnh trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2011, được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho thuê đất trên diện tích đã được quy hoạch, chuyển đổi cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình kinh tế. Anh Chính đã bắt tay vào chăn nuôi. và hiện nay mô hình đã có trên 200 con lợn nái và hơn 1.000 con lợn thịt. Mỗi năm gia đình thì xuất bán là 150 tấn, khoảng 150 tấn thịt lợn hơi này. Nó là cái nguồn thu nhập chính để trang trải cái điều kiện của gia đình. Cũng nhờ vào cái lĩnh vực đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp này là chăn nuôi này thì là để trang trải cuộc sống gia đình, và thứ hai nữa là để cho lo cho con cái, và thứ hai là ba là đầu tư về trang trại các thiết bị này để ví dụ là phục vụ cho gia đình. Anh xác định đối với việc chăn nuôi, nếu tạo ra được nguồn giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng sẽ giảm rủi ro về dịch bệnh và cho hiệu quả cao hơn. Chính vì vậy, anh đã duy trì đàn lợn nái để cung cấp nguồn giống cho trang trại của mình và bán cho bà con trong và ngoài tỉnh. Hiệu quả từ chăn nuôi không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động thường xuyên với mức thu nhập đạt từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh nuôi lợn, gia đình anh còn đào 2 ao thả cá các loại, mỗi năm cũng thu được 10 tấn. Tận dụng bờ ao và diện tích xung quanh khu vực chăn nuôi, anh trồng cây dược liệu như nghệ, rành. Đây cũng là một trong những hướng phát triển mới ở vùng đất Kim Sơn, hứa hẹn mang lại những hiệu quả tích cực. Từ khi mà anh xuống đến đây để anh ký hợp đồng đối với xã, thì bước đầu thì chúng tôi cũng đã nghe anh thuyết trình cái định hướng là cái làm ăn của anh, thì chúng tôi cũng rất là nhất trí. Thế và đối địa phương cũng tạo điều kiện ủng hộ. Xuất phát từ mô hình của vợ chồng anh Chính đây, thì là anh Chính đã có cái tư vấn và hướng dẫn và đã phát triển tiếp 2 cái mô hình của bà con trong cái khu vực xóm này. Để thuận lợi trong việc giao dịch kinh doanh, năm 2014 anh đã thành lập doanh nghiệp chăn nuôi Đức Chính với quy mô chăn nuôi lớn hiện đại. Năm 2017 đã mang lại doanh thu cho gia đình trên 25 tỷ đồng. Trừ chi phí cũng lãi gần 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp của anh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm 2016 và được Hội Nông dân tỉnh công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Trung bình mỗi năm, sản lượng khai thác sứa của tỉnh Nam Định ước đạt từ 15 đến 18.000 tấn. Nghề thu mua sơ chế, chế biến sứa ăn liền cũng phát triển, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Hiện toàn tỉnh có hơn 30 cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến sứa đã đăng ký kiểm tra thường kỳ. Trong đó có 27 cơ sở được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nghề chế biến sứa, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã hướng dẫn các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh áp dụng thành công công nghệ chế biến sứa ăn liền. Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến sứa cũng đã đầu tư trang thiết bị, xây dựng bể chứa sứa ướp muối, cải tiến, thay đổi quy trình chế biến theo phương pháp khoa học để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ vậy, đến nay, sản phẩm sứa ăn liền của tỉnh Nam Định không chỉ xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc mà còn được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh Ninh Bình đã hưởng ứng meeting Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. Và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2018. Tại Ninh Bình, mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể về số người hút thuốc lá, nhưng các bệnh liên quan đến thuốc lá vẫn không ngừng gia tăng. Tỷ lệ các bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính luôn chiếm tỷ lệ khá cao tại các bệnh viện. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia và phối hợp hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trên các trang thông tin điện tử của ngành, cơ quan đơn vị và dưới các hình thức như nói chuyện chuyên đề, hội nghị, vận động cán bộ, nhân dân nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc lá tại những nơi công cộng, phấn đấu xây dựng cơ quan đơn vị không khói thuốc. Lễ meeting đã thu hút hơn 500 người tham gia, trong đó phần lớn là lực lượng đoàn viên thanh niên nhằm phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về phòng chống tác hại thuốc lá đến mọi tầng lớp cán bộ, công chức và nhân dân lao động trong toàn tỉnh, tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc theo luật phòng chống tác hại thuốc lá. Mới đây, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2018 với chủ đề Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số. Diễn đàn trẻ em lần thứ 4 diễn ra sôi nổi bằng các hình thức thuyết trình, hùng biện, đóng kịch. Các em đã thực hiện quyền tham gia, nói lên tiếng nói của mình trước các lãnh đạo tỉnh và các ban ngành về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em. Bên cạnh kêu gọi trách nhiệm, sự quan tâm của toàn xã hội trong việc chung tay bảo vệ, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, các em thể hiện quyết tâm tìm hiểu, học tập, rèn luyện kỹ năng tiếp cận thông tin, tri thức khoa học, tiến tới làm chủ công nghệ trong tương lai. Các ý kiến, nguyện vọng chính đáng tại diễn đàn được các cấp lãnh đạo ghi nhận nhằm xây dựng một chương trình hành động với những mục tiêu vì trẻ em phù hợp hơn, bám sát phương châm dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Trong bối cảnh bùng nổ mạng Internet và các thiết bị công nghệ số, việc quản lý, sử dụng và định hướng cho trẻ em tiếp cận, chọn lọc các thông tin trên mạng Internet vẫn chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến những tác động tiêu cực với sự phát triển của trẻ. Do vậy, tháng hành động vì trẻ em năm nay kêu gọi toàn xã hội nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong việc phòng chống bạo lực xâm hại, hạn chế các mặt trái của thế giới công nghệ số với trẻ em. Đồng thời, xây dựng các sân chơi an toàn lành mạnh, giám sát hướng dẫn trẻ em kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định tổ chức chương trình Ngày hội Thiếu nhi tỉnh Nam Định lần thứ 6 năm 2018 dành cho các em thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động được Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định tổ chức vào dịp hè hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu niên và nhi đồng. Đến với Ngày hội Thiếu nhi Nam Định lần thứ 6, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động tập thể như nhảy dâm vũ, nhảy flap mob, thi tài, hát kể chuyện, cùng bố mẹ tham gia hoạt động đi bộ, vì tiếng cười trẻ thơ và hạnh phúc gia đình, tham gia lễ hội té nước, tham gia hội thảo, hiếu thảo để yêu thương. Được nghe diễn giả chia sẻ nhiều điều ý nghĩa dành cho cả gia đình. Với mong muốn giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng tiếp cận và có thói quen đọc sách, em Lê Thị Minh Ngọc, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đã sáng lập thư viện cộng đồng tại gia đình. Đến đây, mọi người được đọc và mượn sách miễn phí. Là người có niềm đam mê đọc sách, lại có rất nhiều sách và luôn tìm cách vận dụng những điều đã đọc được vào trong cuộc sống để có những thành công nhất định, với mong muốn chia sẻ giúp mọi người có thêm kiến thức cũng như niềm vui từ những quyển sách. Từ tháng 11 năm 2015, Minh Ngọc đã sáng lập thư viện cộng đồng. Ban đầu, thư viện chỉ có khoảng trên 100 đầu sách, nhưng đến nay đã có trên 1.000 đầu sách các loại như truyện, sách tham khảo cho học sinh, sách tiếng Anh. Để có thêm nhiều đầu sách phục vụ bạn đọc, Minh Ngọc giao lưu kết bạn với những người có cùng sở thích, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến với thư viện, sách được đọc miễn phí, được mượn về nhà. Đồng thời, độc giả có thể góp sách riêng của mình cho thư viện. Được thành lập chưa lâu, nhưng thư viện đã nhận được sự cổ vũ, ủng hộ và thu hút rất đông độc giả, trong đó đặc biệt là các bạn học sinh. Sau 2 năm triển khai chương trình xây dựng 12.662 tủ sách lớp học, toàn tỉnh Nam Định đã xây dựng được trên 8.890 tủ sách lớp học ở tất cả các cấp học với hơn 725.000 bản sách, tổng giá trị hơn 14 tỷ 166 triệu đồng. Riêng trong năm học 2017-2018 đã có hơn 2.600 tủ sách được xây dựng. Những địa phương đã đầu tư xây dựng được nhiều tủ sách là huyện Nam Trực với 981 tủ sách, huyện Hải Hậu 90% số trường trang bị đủ mỗi lớp 1 tủ sách, huyện Y Yên là 935 tủ sách, huyện Trực Ninh là 816 tủ sách, huyện Nghĩa Hưng là 578 tủ sách và huyện Giao Thủy là 680 tủ sách. Đến nay, đã có hơn 200 tổ chức cá nhân tài trợ cho chương trình. Trong đó có nhiều doanh nhân là người con quê hương Nam Định đang làm việc khắp mọi miền Tổ quốc. Năm 2018 này, Hội Doanh nhân Ý Yên tại Hà Nội đã quyên góp và tặng sách cho toàn bộ 75 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ý Yên. Trong đó, đợt 1 đã quyên góp được 680 triệu đồng và tặng sách cho 25 trường. Mùa hè thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để côn trùng và một số loại vi khuẩn phát triển mạnh mẽ, dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như cúm, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu. Mọi người dân cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chủ động phòng chống dịch bệnh. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh lớn có thể xảy ra, ngành y tế Thái Bình tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới, nhất là các khu vực xa trung tâm. Các địa phương từng xuất hiện ổ dịch, trung tâm y tế dự phòng sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra. Khuyến cáo người dân loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời vận động người dân tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân đi tiêm chủng với các bệnh có vaccine, bởi đây là cách phòng bệnh hiệu quả nhất. Khi có biểu hiện mắc bệnh truyền nhiễm, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà mà không có hướng dẫn của y bác sĩ. 5 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2017 được công nhận là chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân. 4 lần vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen, 2 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên dương khen thưởng. Đó là đôi nét về thành tích của Đại úy Nguyễn Thị Hằng, Phó đội trưởng đội tham mưu phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC 64 Công an tỉnh Hải Dương. Một trong 8 đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Hải Dương tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức vào đầu tháng 6 tới. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, Nguyễn Thị Hằng về nhận công tác tại phòng PC64 Công an tỉnh Hải Dương. Được phân công đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau, chị luôn nỗ lực, trách nhiệm, tích cực tham mưu, giúp lãnh đạo phòng xây dựng các kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát của đơn vị và của toàn lực lượng cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Hải Dương. Điểm nổi bật là Đại úy Nguyễn Thị Hằng đã tham mưu cho lãnh đạo phòng chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện luật căn cước công dân, xây dựng dự án cấp thẻ căn cước công dân theo công nghệ mới trên địa bàn tỉnh, áp dụng và thử nghiệm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 trên lĩnh vực cấp quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Phát huy vai trò của người cán bộ tham mưu, Đại úy Hằng thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với các chuyên đề công tác của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Mỗi khi lãnh đạo ra nhiệm vụ thì tôi cũng luôn nghiên cứu kỹ xem là nội dung lãnh đạo ra như thế gồm những nội dung nào để biết là cái cách tiến hành sao cho nó tốt nhất, mang lại hiệu quả cao. Mỗi một cái mô hình công tác nó có những yêu cầu đòi hỏi khác nhau, vì vậy trong quá trình chúng tôi đi đồng thời lãnh đạo giao nhiệm vụ là tham mưu, kiểm tra đôn đốc thì chúng tôi cũng phải học tập các đồng chí đấy và tự rút kinh nghiệm. Sau đó về mình sẽ tổng quát lại và mình sẽ có một cái tổng hợp cô đọng và sau đó mình tham mưu cho lãnh đạo sao cho chỉ đạo các công tác đã được hiệu quả. Tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, Đại úy Nguyễn Thị Hằng được đồng đội tin yêu, quý mến, được lãnh đạo phòng PC64 Công an tỉnh Hải Dương ghi nhận, đánh giá cao. Tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc, Đại úy Nguyễn Thị Hằng trở thành điển hình trong phong trào thi đua của lực lượng Công an tỉnh. Nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương khen thưởng. Với những thành tích tiêu biểu đạt được, Nguyễn Thị Hằng được công nhận là chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân và mới đây nhất, chị vừa nhận quyết định từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 được thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá trước một năm. Đây là niềm vinh dự và là động lực để chị tiếp tục nỗ lực vươn lên, đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Hải Dương. Qua quá trình tuần tra kiểm soát hiện trường khu vực sông Thái Bình, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hải Dương vừa phát hiện bắt giữ 21 tàu khai thác đang neo đậu tại bến Âu Thuyền, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Qua kiểm tra cho thấy 21 chủ tàu này đều có hộ khẩu thường trú tại làng chài Kim Lai, phường Ngọc Châu. Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi tàu đang tập kết từ 60 đến 80 mét khối cát. Hầu hết các chủ tàu không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm, giấy phép điều khiển phương tiện vận tải thủy và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát trên tàu hợp lệ. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hải Dương đã tiến hành tổng hợp số liệu và củng cố hồ sơ trình lãnh đạo thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm. Tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra trên toàn tuyến sông do thành phố quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác và vận chuyển cát trái phép. Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Thái Bình triển khai nhiều giải pháp góp phần đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn. Hoạt động này ngày càng xuất hiện nhiều hơn, táo tợn hơn khi mà thực tế giá cát trên thị trường, giá vật liệu xây dựng đang tăng cao. Theo đó, Phòng Cảnh sát Đường thủy phối hợp với Công an các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền các xã ven sông chủ động nắm tình hình, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát lưu động cắm chốt tại các khu vực phức tạp, kiểm tra bắt giữ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép, khai thác ngoài vị trí của mỏ, không để hình thành các điểm nóng về khai thác cát trái phép. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện bắt giữ gần 20 trường hợp khai thác cát trái phép, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng, giải quyết cơ bản hoạt động khai thác cát trái phép tại địa bàn các xã Nam Hồng, Nam Hải, Tiền Hải, Hồng Lý, Duy Nhất, Vũ Tiến, Vũ Thư, Hồng Minh, Hưng Hà, An Bình, Kiến Xương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.